Làm phiền chút, lúc nãy tôi đã chụp ảnh cho bạn. Ở phía sau khi cậu ấy chụp cho bạn. À cảm ơn, tặng cho các bạn, tặng cho chúng tôi sao? Đúng, tặng cho bạn, anh có kênh TikTok không? Có, em theo dõi một chút. Được được. Các bạn đến du lịch hả? Bọn em học cao học ở Nam Kinh. Ồ, ở đây đọc sách sao? Đúng, ở đây đọc sách, các bạn học cao học nhìn trẻ quá. Anh tên là gì? Đại Kinh Tiểu Quái. Đại trong Đại Tiểu, Kinh trong Nam Kinh. Cái này, đúng chính là cái này. Qua, wow, anh nhiều follow quá, cũng tạm, cảm ơn anh. Được, hy vọng các bạn thích. Cảm ơn, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Anh ơi, anh có thể in ảnh trực tiếp sao? Ừ, giá thế nào? Tôi là chụp tặng cho mọi người. À, anh chụp tặng cho mọi người sao? Đúng, không phải chụp dịch vụ. Em có thể xem tác phẩm của anh không? Sắp in ra rồi, vừa chụp được một bức. Chụp được một bạn nhỏ, anh là quay duyên phải không? Đúng. Hình như em đã từng thấy qua cái này. Trời ơi! Là thế này. Xin chào. Vừa rồi tôi đã chụp một bức ảnh. Đúng đúng đúng. Ôi cảm ơn, cái này cần. Không cần tiền. Tặng cho các bạn. Ồ cảm ơn, bé rất dễ thương. Cảm ơn anh nha. Qua. Đẹp quá, thật sao? Đúng lúc bé ngẩng đầu lên, phải không? Tôi chỉ biết nói cảm ơn anh. Cảm ơn anh nha, các bạn đến du lịch phải không? À, chúng tôi làm kinh doanh ở bên này. Các bạn là dân tộc thiểu số phải không? Đúng, vậy bé cũng là dân tộc thiểu số. Đúng vậy, tóc hơi xoăn phải không? Đúng, được rồi, tạm biệt. Cảm ơn anh nha. Tạm biệt, đập tay với chú nào. Tạm biệt. Hy vọng mọi người sẽ thích. Tạm biệt ha. Được, cảm ơn. Em chỉ biết dùng cái này. Tôi cũng là dùng chế độ em. Nói cách khác, bạn xem đi. Thực ra chụp ban ngày, bây giờ bạn chỉ cần dựa vào cái này là được. Ồ, bạn có thể xem, có thể nhìn thấy rất trực quan, phải không? Đúng đúng đúng, đúng không? Được rồi, cảm ơn anh. Hiểu không? Hiểu rồi ha. Vâng. Không sao, được. Tôi chụp ảnh cho hai bạn nha. Được, có cần không? 3, 2, 1, cho chút biểu cảm. Rất tốt, rất tốt. Được, rất tốt. Anh đã chơi cái này bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? À, ha ha, vậy anh hơn bọn em bao nhiêu tuổi? Mười mấy tuổi, còn tôi đã học lớp 3 rồi. Nhìn anh rất trẻ. Đúng, chỉ là nhìn vậy thôi. Được, một lát gửi cho bạn. Được, cảm ơn anh, đi chơi vui vẻ nhé. Tạm biệt. Được, cảm ơn anh.